Câu hỏi thứ nhất, ở trong order worksheet đây sẽ làm như kiểu luyện ấy, chứ không phân project nữa nhé. Ở trong order worksheet, format cái dòng để nó trở thành status, chẳng gì cả, đúng không? Chọn design, chọn banded row. Status chính là banded, đừng nói cô là cô ơi. Em tìm mãi không thấy từ status vì chiêu bài. Đó. Từ này được nhắc 4-5 lần thôi mà. Và tất cả cái này những câu sau không cần đọc nữa. À. Câu số 2. Ở trong order worksheet sắp xếp bảng và sắp xếp thì data chọn sort. Tony là customer. Lướt đến cái tên tên sau đó có chữ column và customer này. Là đây là coming first. Đến bu coming second. Vào đây. AZ tăng dần, ZA giảm dần. Không có thì mình phải chọn custom list. Tony bu. Không có Tony và bu thì gọi Tony enter bu, sau đó chọn S. S một phát là nó nhảy ở đây. Rồi ok, nhảy ở đây thì mình phải chọn ở đây. Nhớ là tích ở đây. Nhiều khi đi thi là mình S ở đây rồi nó lại đen ở trên này. Là mình lớp tớp ok bắt trên này. Mình phải bấm vào đúng cái mình ok. Sao? Chắc chắn nó sẽ có 3 level, ép luôn 3 level. Mình ép thế này một chục level được, sau đó mình không thích nên mình delete nó đi, không bị trừ điểm ở trong cái gộp thoại này, này gì đâu. Tuy nhiên là không làm ẩu như vậy, nên máy tính sẽ dễ bị treo, đúng không nhỉ? Mình cứ làm từ từ, làm đâu chắc đấy. Sort theo alphabet cái production field, chọn production. Sau đó A đến Z có rồi vẫn chọn lại. Xong. Tiếp tục finally là sort cái gì? Sort cái order quantity, bấm vào order quantity. Đó. Bấm xong phải nhìn thật kỹ và đúng cột đấy chứ. Theo gì? Order quantity thì cũng là order quantity là ascending. Ascending order. Ascending chính là A đến Z. Smallest to largest chính là ascending. Descending là largest to smallest. Ok. Xong. Câu số 3. Ở trong order worksheet, thiết lập công thức ở ô L12. Đây chính là L12. Nếu không nhầm. L2. Đó. Cẩn thận thì phải bấm chuột vào đây. Gõ L2 enter. Đấy, bây giờ khó hơn một chút rồi. Đoạn này chẳng phao thế này, không có một cái đường nào cả, làm cho mình chỉnh được đôi thứ vào một cái vùng nào đó nó rất là vất vả, nhưng mình sẽ có cách để làm cho nhanh. Ở đây nói là có thể dùng hàm average max hàm min, tóm lại là đề thi có thể hỏi bất kỳ hàm nào. Thật sự ở đây mình sẽ dùng average nhé, chỉ khác tên hàm thôi, cách dùng như nhau. Gõ a v và nó tích đúc vào đúng tên hàm. Ví dụ xong thì gõ sở u xong, tích đúc vào đúng tên hàm và bấm vào biểu tượng F. Sau đó điền vào đối số đầu tiên. Đối số đầu tiên là cái gì? Nó bảo là average cái order amount, cái cột order amount. Thì đây chính là cột này. Kích chuột tại ô đầu tiên, giữ Ctrl Shift mũi tên xuống. Nhìn thấy không? Nó bôi đen luôn cả dòng total. Mình sẽ làm sao? Mình sẽ giữ phím Shift ở bên tay trái và nhấn phím mũi tên ở bên tay phải để xóa đi một ô. Giữ phím Shift ở bên tay trái và nhấn phím mũi tên lên ở bên tay phải. Nhẹ nhàng thả hai tay ra đều làm. Ok, xong. Tương tự mắc min đều như vậy, đều làm như thế. Luyện cũng làm mấy lần rồi, vậy cũng làm được. Câu số 4. Ở trong Farmer Market chuyển sheet ở nhà. Có 5-8 câu ấy. Đó. Mình sẽ làm ít nhất là phải 30 phút. Ở trong Farmer Market sử dụng chức năng định dạng tự động, biết ngay rồi. Ở đây chỉ có một chỗ này dữ liệu thôi. Nhưng với conditioner thì phải bôi đen dữ liệu. Vì vậy phải phải đọc tiếp là cột có tên là gì? Cột có tên là actualization đây. Bấm vào đây thì mình sẽ nhìn thấy actualization in đây. Kích chuột tại đây, giữ Ctrl Shift mũi tên xuống. Conditioner phải bôi đen cột, chọn home, chọn conditioner là above top or bottom rule, above average
bấm mũi tên, chọn đúng chữ G. Ok là xong. Nó giải thích làm nhà ở phía sau, tức là nó trên cái vùng trung bình đấy nó sẽ thay đổi màu. Ở đây là 40. Gọi 40, 19 đổi thành 40 nhé, enter. Vẫn chưa đổi màu. 43 sẽ đổi màu gì không? Chưa. Phải 45 nó mới đổi màu. Đây, nó sẽ tự động đổi màu. Đó. Ý nghĩa cái câu giải thích lằng nhằng phía sau nó là như vậy. Các công nghệ khác khi mà chèn thêm ô là nhập thay đổi dữ liệu nó tự động cập nhật. Đó. Giá cổ phiếu lên xuống nó tự động đổi tên, tên lên màu xanh, mũi tên màu xanh, mũi tên màu đỏ. Đó làm này thôi. Ra sử dụng icon. Làm thế này cũng cũng có thể làm được như người ta làm bảng cổ phiếu, nhưng không biết là người ta làm cái gì. Người ấy à. Đây cũng làm được mà. À, bây giờ mình muốn lập trình một web này, muốn viết một cái gì đó thì bỏ mất 1 triệu. Các bạn ấy làm nhanh lắm, các bạn ấy thời xưa các bạn ấy cho cô một cái bộ xương, cho cô sửa thành cho chủ nhà cô vân, nhưng mà nó cũng sửa không phải đơn giản đâu. Nên là vì vậy là mình vẫn phải thuê việc nào dễ dàng của mình đầu tư mình mong đó. Mình có thể thuê rẻ, ngày xưa 2 triệu bây giờ cũng là 1 rồi. Ở trong cái total worksheet, chọn total worksheet này. Sử dụng đây, từ khóa đây là cái gì, viết vào bôi đen hoặc là về in cái này ra sau viết Excel Data Tool. Đây cho Tool và Remove Records. Dễ đúng không? Bấm chọn nó, chọn vào dữ liệu. Chọn vào Remove Duplicates. Chọn Unselected. Và chọn tiếp đến cái cột Total. Total là cột người ta nói với mình. Vào nhỉ? Là ID, ID hoặc Order. Tại sao ID gạch Order? Vì đi thi là có hai đề. Một đề là có cột tên là ID, một đề là có cột tên là Order. Tiếp vào đây. Order. Mình có order. Ok. Và là có 10 bạn ghi được lọc tìm thấy và lặp lặp 10, có 10 bạn ghi lặp lại và đã xóa nó đi. Và có 10 bạn ghi duy nhất được giữ lại. Ok. Vẫn phải đọc. Câu số 6. Remove personnel. Đọc thế là biết từ khóa rồi. File info, check for issue và chọn inspect, chọn yes. Remove cái personal information. Inspect nữa chứ, quên. Chưa bấm, phải bấm vào inspect. Đây, personal information đây. Là xong. Remove. Lâu. Không dễ, mình phải làm thật cẩn thận. Không là bấm chuột chuột. Có bạn chưa làm được câu nào, mới làm được một câu khi đi thi đã bấm trượt thành nút submit bài thi rồi, submit project khác chứ. Cẩn thận vào nhé. Câu số 6 xong rồi. Câu số 7. Ở trong data worksheet làm cho dòng 2 và dòng 4 config từ 2 đến 4 nó not visible. Dòng 2, dòng 4 trong sheet data. À đúng rồi, chọn sheet data. Dòng 2 và dòng số 4. À, dòng 2 to 4 từ 2 đến 4. Cô vẫn nhớ cái chỗ này là làm như nào. Nhưng mà câu hỏi thì đọc hơi lập tức. Nào. Từ 2 đến 4 nhé. Từ 2 đến 4. Nhấn chuột phải, chọn 2. Xong. Từ trong sheet data từ N đến P. N đây, tích vào đây. Giữ và di chuột đến P, nhảy chuột phải, chọn 2. Xong. À, câu số 9, ở trong Sales Calculation, chọn Sales Calculation. Xóa cái cột này và không làm thay đổi các cái vùng bên trên và bên dưới. Cái việc mà đọc viết ra trên Sales này cần phải đọc, chắc chắn nó được như thế. Đây, Estimate duration đây. Thì đây thì mình nhìn ở đây, bấm vào đây thì có thấy data tool không? Có thấy data, có thấy tool, table tool không? Không thấy đúng không?
Table tool thì mình chỉ cần bấm chuột tại đây, nhảy chuột phải là xong, insert là xong. Đó. Nếu mà là bảng thì mình chỉ cần nhảy chuột phải tại tên cột cô đang nói lại kỹ một chút nhé. Nhảy chuột phải bình thường là không nói này đâu. Bình thường nguyên tắc của các cô là test 1, test 2 nói kỹ thôi, cái bộ luyện nói kỹ thôi. Còn bộ test 2 bắt các bạn xem màn hình và làm. Vừa làm vừa nói cho cả nhóm xem và cô xem để check lại. Đó. Nhưng mà thôi, các cô làm. Với đây là bảng. À, bạn có thể đến test thì cô hơi hiền, đó, chưa nghiêm. Đến test thì cũng cần còn hiền hơn. Đó. Đến bộ test thì nghĩa là bạn phải thuần thục. Bắt như vậy thì bạn mới thi được ngay. Không là bạn cứ chưa thi được. Và vân vân lằng nhằng cái đấy. Thì có học bài đâu. Học bài đi. Đằng nào thì thi. Vô đây. Mất công học lại lần nữa. Nó khổ. Có rất nhiều chị, mấy chị 4 5 bạn gì đó, đó ở trong cái nhóm của mình ấy, các cô ép các bạn vào thì không có vào học đâu, ừ đó không thấy vào. Và với bảng thì nhấn nháy phải đây nhá, còn với rên thì bôi đen toàn bộ đấy, thì kích chuột tại ô đầu tiên dưới Ctrl Shift mũi tên xuống, nháy chuột phải chọn home cũng được, home nó cũng có xóa thì xóa, home để chọn delete sheet column. Còn nháy chuột phải sẽ chọn như này, chọn delete này. Sau đó chọn shift cell left. Bao giờ chọn chỗ này. Ok. Đó, thành bị cái này thành như này. Kệ, chẳng quan tâm. Việc của tôi là xóa, còn ông đứng cẩn thận thì ông bị đè bẹp. Xong, câu số 10 này. Ở trong ô B6, B6 của data, chọn data, B6 đây. Sử dụng hàm, sử dụng chức năng để tạo ra một bản copy từ ô A6 để nó là first letter, là ký tự đầu tiên là chữ hoa, thì nhớ hàm gì không? Proper đúng không? Proper là chữ đầu tiên là chữ hoa. Proper. Nhớ này, chỉ cần nhớ hai cái này thì sẽ nhớ được cái này. Liên quan đến copy thì dữ liệu trong phi mốt thì mình chỉ có ba hàm mình cần dùng. Đấy là hàm lower, hàm upper và hàm proper. Lower là tụt xuống dưới hết, chữ thường hết. Upper là chữ hoa hết. Còn một hàm nữa là sẽ là một chữ hoa đầu tiên. Proper. Tích gõ luôn A6. Đóng vào quá. Chữ hoa chữ thường đều được. Đi thi mốt, kinh nghiệm là không được bật cặp lớp. Muốn gõ chữ hoa thì phải giữ sim. Vì khi bạn bật caps lock và bạn quên tắt, đến khi bạn thêm chữ mà chữ thường ấy, thì tự nhiên nó thành chữ hoa là bạn xóa đi, là mất thời gian. Còn đã từng gõ vào đây rồi mà xóa đi là không nên. Ví dụ nhập dữ liệu vào ô mà đã từng gõ vào đây mà xóa đi là không được rồi. Đấy, cái này thì chữ thường chữ hoa thì được, caps sau chữ thường chữ hoa thì được, cái thứ mốt thì không bật sáng caps lock. Đây là bảng enter cái nó chạy một ô luôn, cả cột luôn. Nói, đây là nói là in cell B6, mình phải bôi đen cái chữ in cell B6 thì chỉ có một ô thôi. Vì vậy mình sẽ phải undo lại, chọn undo. Undo ở đây cũng được. Hoặc là undo cái trên này đều được. Câu số 10, in cell C6 làm gì? Sử dụng hàm để tạo ra một bảng góc tiểu A6 và capital all letter thì là upper. Mà màn hình hơi nhỏ, phóng to chút nhé. Thì bạn không được phép phóng to thu nhỏ màn hình. Qua hết là upper. Gõ up cái nó hiện luôn. Tích cúc, tích đúc. Gõ A6. Vẫn là A6. Enter là xong. Enter. Đọc lại đề in cell C6 lại phải undo lại. Tôi đọc luôn. Câu số 12. Ở trong đây tờ worksheet vẫn thế.
làm nào để mà cái heading, cái dòng thứ năm này, hết cái heading của cái bảng, nó chú thích là heading của bảng là dòng thứ năm, sẽ lặp lại khi in tất cả các trang. Câu này cô đã hướng dẫn trong một luyện rồi, không biết có nhớ không. Đó, chính là print title. Bấm chuột chuột tại bảng thôi, chọn page layout, chọn print title, tích vào row to repeat at top, có thể là column to repeat at top nhé. Chọn vào row và bấm vào dòng số 5, bấm vào tên dòng, cột thì bấm vào tên cột, dòng thì bấm vào tên dòng. Nó hiện lên là 5 năm này, có thể hiện nó không kể sao gì thì nó lại bấm đúng chỗ là được. Ok, nó sẽ lặp lại khi in tất cả các ta trang. Ctrl P lên mình xem. Đấy, trang nào có vùng xanh lẻ lẻ. Còn nếu không giữ không làm được. Word thì gì? Layout chọn repeat header row. Câu 13. Ở trong data worksheet, insert cái picture để nó nằm và đặt cho nó nằm bên phải heading. Ở đây nó bâng quơ này, chả biết chèn picture nào. Thì mình sẽ đinh ninh trong đầu chỉ có một picture thôi. Trong cái thư mục chèn, có thể là trong thư mục picture máy tính. Bên phải heading vẫn trong sheet data có cái ảnh này rồi. Thì bây giờ chèn bên phải thì mình sẽ bấm vào đây. Không nói thì mình cũng phải đưa nó sang bên phải. Thế muốn thẳng heading thì mình bấm vào tại heading, di chuyển sang. Đó, cách cách xa mọi thứ. Cái này cách xa cái này một cột, cái này mình sẽ cách xa cái này một cột. Ba ba cột là một cột rồi. Mình bấm vào đây. Và con chọn tại đây thẳng heading, mình di chuyển sang. Chắc chắn thẳng. Nghĩ. Insert vào picture. À, đi thi sẽ chọn thư mục picture hoặc thư mục document, người ta sẽ nói rõ của máy tính này, picture này, hoặc document của máy tính. Nhưng bây giờ mình sẽ bấm vào cái thư mục của bản down xuống. À, chỉ một cái picture insert xong. Hết câu số 13. Câu số 14. Xoay, rotate là xoay. Xoay cái ảnh photo barcode thành 60 độ. Bộ luyện là xoay ảnh cốc cà phê thành 30 độ, 60 độ đúng không nha. Đây là ba cốt, tích vào ảnh, sau đó chọn rotate. Một đối tượng được chèn vào Word, chèn Excel, chèn vào PowerPoint luôn sử dụng thẻ phụ đúng không? Thế mình lập tức nhìn lên picture tool ngay và chọn rotate và xoay ngang. Ở đây có các lựa chọn tay, mình sẽ không chọn, mình chọn more và viết số 6 đằng trước số 0, hoặc là bôi đen toàn bộ, viết 60 chẳng sao cả, đơn vị của nó là độ rồi. Lock, bấm chuột ra ngoài. Đã tự xoay. Câu số 15. Ở trong Inventory Worksheet, khi cô làm đến đây rồi cô cứ để như thế này. Thứ nhất là cô khó chịu, thứ hai đi thi mà để như thế này là trừ điểm. Mình sẽ đóng vào, cứ mở ra đóng lại luôn, lập tức đóng lại luôn cho nó gọn. Tất nhiên thành công thức thì sử dụng suốt đời. Đó, suốt từ đầu này đến đầu khác, từ câu 1 đến câu 7, câu 5. Thì mình không bao giờ ẩn formula đi. Khi nộp bài người ta không hỏi hiện thì mình sẽ phải ẩn. Nhớ trong đầu thôi, không được có gì nhá, không được có bất kỳ cái gì trên bàn. Thi online và thi offline tất nhiên là bằng IG rồi, trắng tinh. Câu số 15, inventory worksheet, chọn inventory. Thêm một cột mới có tên là full name ở bên phải cột last name. Đây, cột last name này. Ở bên phải cột last name. Tích chuột tại cột product. Vì sao? Vì khi chèn bao giờ có xuất hiện một cột cột mới bên tay trái. Chèn cột thì thêm một cột mới bên tay trái. Chèn dòng thì thêm một dòng mới bên tay trái. Cho dù bạn sử dụng phải hoặc bạn sử dụng menu, nó đều như vậy. Vì vậy chèn sang bên phải của last name phải chèn bên trái cột product. Đây là bảng, mình chỉ cần nhảy chữ phải để tên cột thôi. Còn là range thì mình chỉ bôi đen cả cột. Chọn insert. Chọn table column to left. Xong. Và gõ tên luôn là full name. Enter. Khi gõ xong phải nhìn lại, nếu đúng thì nhấn Enter luôn. Thế là xong. Câu số 16. Ở trong Inventory Worksheet sử dụng hàm để điền giá trị full name. Đó. Với join giữa first name và last name ở giữa có khoảng trống, rất là dễ đúng không? Sử dụng hàm con kết nết để có thể kết nối nối sâu với tự. FX. Đối số đầu tiên là first name, đối số ở giữa là dấu cách, đối số ở cuối là last name. Nhầm, vào đây. Dễ không?
Nó bảo là invent sử dụng hàm để fill value full name column, nghĩa là tính cả cột thì tính được rồi hay sao, không cần phải undo quay lại nữa. Vì tính cả cột có phải tính bộ đâu. Đọc kỹ đề nhé. Câu số 17. Ở summary worksheet, insert một cái column backlight. Summary, chọn sheet summary. Không thấy thì mình bấm 3 chấm thì nó sẽ hiện lên hết. Đây. Chọn sheet summary. Tích trở tại ô cần vẽ biểu đồ hoặc bôi đen dữ liệu để được. Giả sử cô bôi đen dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 12. Lên một cái column backlight ở column P, đây column P đây. Insert, chọn vào nhìn đọc kỹ đề, insert column backlight, column đây, backlight đây, column đây. Ít chuột vào đây, nó bảo mình phải điền cái vị trí đặt biểu đồ vào đây. Ok, thế là xong. Bấm vào đây nó tự F4 nhá, chứ cô không làm gì đâu. In column P ở trong cái cột này, vì vậy mình sẽ phải kéo hết cộng màu đen, không kích kép được, xác định là kéo từ đầu chỉ 100 mấy thôi. Câu số 18. Config cái dữ liệu để cho trong data để nó để display formula. Làm gì? Display folder rồi nhé. Sheet data, chọn sheet data. Bấm chuột tại vùng dữ liệu. Chọn vào data. Chọn show, à quên, formula. Chọn show formula. Thế là xong. Câu 19. Chuyển cái bảng thành đâu, làm nào đấy để cái salary nó clear format đi. Đây. Thì mình sẽ chọn clear for range name the các cái ô mà các cái vùng mà có tên là vùng có tên là summary là làm nào đấy là để cho cái vùng có tên là summary. Thế vùng đặt tên như nọ mình đặt rồi đúng không? Mình có thể gì ạ? Bấm vào đây. Mình đang ở sheet nào cũng được. Với cái vùng đã đặt tên thì ở sheet nào cũng được. Mình đưa lên đây mình gõ summary. Hoặc mình bấm chuột ra ngoài chỗ khác. Chỗ một chỗ nào đó thì nó có mũi tên. Bấm mũi tên và chọn summary. Đây, nó ở đây thôi. Salary nhỉ? Salary. À, chọn luôn rồi. Salary người ta đã đặt tên rồi. Đã mình chọn nó là clear format. Clear format trong Excel chỉ có một cách thôi, là chọn vào home. Tích chọn clear và chọn clear Câu 20. Thêm cái mode FTU. Thêm text mode FTU. Thêm status, từ khóa là status property. File chọn status nhớ phải ở ngoài, và chọn inform và chọn show all property. Show all property đó, status đây gõ vào mode FTU, giữ shift ở bên tay trái để gõ các chữ hoa nhé. Rồi gõ xong, nếu mà hết câu này là câu cuối cùng thì mình sẽ save project, sau đó lưu và nộp bài. Cẩn thận save project với lại submit project khác, submit bài thi khác. Vào đây. Nếu mà nộp lập luôn, còn không thì mình có câu khác thì mình sẽ bấm tiếp vào đây. Đấy, quay trở lại. Thêm title là I move cho document property. Title thì ở đâu cũng có hết. Ở Advanced cũng có, file info, title ở đây. Ở đây cũng có, và trong Advanced ở đây cũng có, chỗ nào cũng được. Quay trở lại. Câu số 22. Có thấy dễ không? Làm một lần xong làm lại thuộc ngay. Đúng không? Thuộc được 80% rồi.
bỏ ra mỗi môn một ngày nữa là được, học nó xong đi, đi ra Tết để ôn lại vài lần nữa được, học nhiều như thế nó mới đạt thành công. Ở trong cái books, chọn book điền is yes hoặc no, đúng không? Ở G4, đây G4 đây, đưa sổ lên name box gõ G4 enter nhé, nó chắc chắn vâng ít đấy nhé, tích đúc này, fx này, điền is yes hoặc no, điền luôn. Đó tích vào trên này. Yes hoặc no khi nào? Khi cái average sale, nhìn xem có cái cỡ đấy, average sale đây. Bấm average sale làm gì? At least ít nhất là từng ngày. Vì vậy là lớn hơn hoặc bằng 1 triệu. Có 1 triệu. Ở đây là 27.000 này. À, mình gõ 1 triệu. Nghìn. Có 1.000 thôi. Ok. Sẽ lọc lại. Để điền vào. Thế ở đây có kéo được không? Kéo được. Đó. Nhưng ở đây là có cái mũi tên này để xem nó là cái gì. Này quên cái chỗ này. Mũi tên mình bấm chọn mũi tên thôi. Đây, đây, và là đè hết incel G4. Thế đây muốn copy code thì mình nhớ chọn override nhé. Nhưng ở bài này nó bảo là incel G4, vì vậy mình không làm gì nữa. Đây là xong, coi như xong. Câu số 23. Margin là kết quả của price trừ đi cost. Bằng câu này hơi đặc biệt. Kết quả của price, price đâu? Đây, selling price, chứ đi cost, cost đây. Enter. Ở đây mình sẽ không kéo được, nó sẽ mờ. Nhưng mà nó gợi ý thế này thì mình sẽ không làm như thế. Không kéo, mà bằng selling price, chứ đi cost. Enter. Sau đó có xuất hiện như này. Đây là gì? Đó bảo là incel E4 này vân vân. Sau đó calculate này copy đó, phải copy thì mình phải bấm chọn đều chọn override nhé, chứ không kéo không copy gì cả. Đó. Câu 24. Cẩn thận với câu 23. Câu 24 trong profit worksheet chuyển sheet rồi nha. Thay đổi layout cho biểu đồ thành layout 9, chỉ có một biểu đồ. Bấm chọn biểu đồ. Một đối tượng được chèn vào Excel hoặc Word hoặc PowerPoint sử dụng thẻ phụ nào. Bấm vào đó. Chọn Design. Chọn Quick Layout. Layout 9, 3, 6, 9, 6. Rồi, câu 25. Ở trong Profit Worksheet, mở rộng biểu đồ nó thành thế này. Trong Profit Worksheet, mở rộng hay thu hẹp gì không quan tâm. Tóm lại là mình biết là mở rộng hoặc thu hẹp. Mình biết khi vào cái là mình thấy nhìn thấy ngay. Chọn Select. Nhìn này. À, chắc chắn là mở rộng rồi. Ở đây mở rộng thêm là dòng 26. Bỏ số 5 viết thành số 6 là xong. À, bỏ số 5 viết thành. Bỏ số 5 ở cái chỗ này và viết thành số 6 nhá. Viết thành số 6 ở cái chỗ. Bài này giống hết bài luyện. Khi bấm mà biết ngay là nó mở rộng hay thu hẹp, mở rộng dòng hay mở rộng cột thì cẩn thận.
Tiếp theo là câu 26. Profit versus swap acid laser on chart. Switch thì mình có thể bấm vào đây, chọn select bấm vào đây, hoặc là bấm chuột ở đây, à, chọn switch ở đây, đều được, nào được, cái nào cũng được nhé. Câu số 27, ở trong profit worksheet mua cái chart đúng không? Và thay đổi size nó thành cái này, mua chart thành đến book. Bấm vào nó. Bấm vào nó. Chọn mua chart, design mua chart. Vào books thì vì vậy mình chọn object in, chọn books. Đó là sao? Đó. Tiếp theo thực hiện ý tiếp theo là K9 đến B22. Đưa chuột biểu đồ, đưa chuột tại biểu đồ tại K. Làm nào để biết là đúng một K 5 chuột này? Đó, đặt kỹ chưa? Chuột tại viền ngoài. Đưa là đúng một K. Hôm nay có ô thì dễ, bây giờ không có ô hơi khó. K đây rồi. V22. K đây. V. V đây. 5 chuột lên xem K V trúng chưa? K9. K9, đây là mới K3 thôi. Lùi xuống K9. V22 đúng không? Cũng chưa chờ 2 lần 2. Kéo gấp gáp. Mình muốn xem lại chính xác, cột là chính xác rồi này. Rồi, V với ta rồi, hơi lệch một chút đấy. Cột với V với ta rồi. Bây giờ dòng thì mình làm nào? Bấm thanh cột ngang. Đấy, chính xác dòng 9 chưa? Chưa, hơi lên dòng 8 rồi. À, 9 đây đúng không? 22 đây. Đấy, thế là xong. Câu 28. Ở trong book worksheet mua cái chart đến một sheet mới và đặt tên là new chart. Bấm chuột. Nhấn chuột phải chọn mua chart hoặc design chọn mua chart. Sang một sheet mới. New chart, new sheet. Và đặt tên nó thành là new chart. Có chart rồi gõ new đằng trước. Bỏ số 1. Bỏ số 1 là xong. Ok. Câu 29. Ở trong sale data chuyển sheet ở nhà. Tạo biểu đồ 3D. Bộ này đang ôn lại hết một luyện này. Tạo biểu đồ 3D để hiển thị quý 1 của Musti. Chọn sheet sale data. Quý 1 của gì? Sale data. Đang cô nhầm. Quý 1 của Smoothie. Quý 1 là 3 tháng đầu tiên. Vì vậy bôi đen 3 tháng đầu tiên. Nếu không phải biểu đồ của Pareto thì sẽ bôi đen như thế. Forever thì bôi đen Cathology. Đó, cả Cathology nữa. Insert. Chọn 3D Custard Column. Xong. Man trở thành chủ thích. Và name of item trở thành horizontal. Dễ rồi đúng không? Chọn select data. Series 1, edit, quét, tháng 1. Ok. Series 2, edit. Ok. Series 2, edit, tháng 2. Series 3, edit, tháng 3. Horizontal được thay thành cái gì? Name of item. Tích vào edit ở đây có 5 ô. Bôi lên 5 ô trong cái cột đấy. Smoothie nó sẽ thành 5 này. Mình sẽ edit nó. Nào. Và quét cái smoothie. Quét cái name của nó nhá. Đừng quét chỗ khác. Chỗ khác thì nó như như này thôi. Nhưng không được quét chỗ khác. Ok. Ok. Thế đã xong biểu đồ. Còn nói nữa là đổi chart title. Đổi chart title thành sale by product. À, bấm chuột tại viền ngoài của nó khác Pareto, đưa chuột lên thanh công thức, gõ enter. Và việc tiếp theo
cũng là việc cuối cùng trong cái vẽ biểu đồ dạng này. Bấm cho tại viền ngoài, đưa nhẹ nhàng dần dần sang bên tay phải. Đưa nhẹ nhàng, bấm cho tại vùng trắng, đưa nhẹ nhàng dần dần sang bên tay phải. Cách dữ liệu đang làm ít nhất một dòng một cột và phải thẳng với heading. Thẳng với heading. Là xong. Câu 10 nhá. Ở book worksheet là làm nào để cho việc in in grid line, in landscape, in orientation và in first column on one page. Câu này bổ luyện làm rồi đúng không? Chọn sheet books. Chọn sheet book. Với layout à, bấm vào view với layout nhé, nhé. Với layout này, tích vào grid line của view. Tích hai phát ở đây này. Yeah. Tiếp theo là chọn xanh ngang giấy này. Tiếp theo chọn ở đây này. Nếu cột thì chọn ở đây. Fit all column on one page chọn ở đây. Fit row and one page thì chọn ở phía dưới. Còn fit sheet, fit column chọn đây. Fit row chọn đây. Một. Đó. Fit sheet thì chọn cả hai. Cả hai đều một. Thì gọi là fit sheet. Nhá. Rồi ở đây là fit cái gì? Ở đây fit sheet thôi, fit column thôi, thì chọn trên này là được rồi. Xong. Câu 30, cố đi, nào, còn 18 câu thôi. Ở trong book vừa làm rồi, câu 31 này. Ở trong ô G43 của book vẫn là thế, name box G43. G43, enter, nào. Làm gì? Chắc chắn ở đây có cái gì? À, trung bình này. Làm công thức để tính trung bình cho price. Nhưng trung bình giá bán như của Sam Publishing. Đây giống hệt câu hỏi bổ luyện là trung bình giá bán cho Mocha Coffee đó, còn đây là Sam Publishing. Đúng. Bằng Sam If. Bằng Sam If. Sam If. FX. Sam If FX nhé. Điều kiện là gì? Sam Publishing gõ vào. Gõ vào cái từ đấy. Còn điều kiện criteria là điều kiện. Range liên quan điều kiện thì mình sẽ quét cái cột nào nó chứa cái từ sampling này là xong. Cô gõ vào, cô bấm vào chỗ nào chỗ khác nó nhảy nhảy kép nhá. Đây là cái từ. Rồi range tìm cái cột đó, tìm cái cột chứa cái từ đó là publisher. Đúng không? Như hình, nếu không nhầm là thế, đúng rồi. Tích trở tại ô đầu tiên, giữ Ctrl Shift nhấn phím mũi tên xuống, nó đúng chỗ này. À. Và đây, some rain. Cô nhầm, a read if. Nãy bạn nói, cô lại nghe mang máng. Đây là trung bình nhá, a read if. FX. Điều kiện là some publishing. Xong, lên trên này và quét được cột kia. Và nó ship mũi tên xuống. Tiếp tục, overread range là cái gì?
là cái sprite. Đó. Đây, sharing sprite. Chờ tới đầu tiên dưới control shift mũi tên xuống xong. Ok là xong. Xong rồi. Câu số 32, thêm footer cho mỗi một cái cho cái page này, có cái tóm lại là thêm header hay footer cho cái book worksheet này và hiển thị mode STU bên tay phải, trang bên tay trái. Chọn book. Thì thi sẽ bị hỏi footer hoặc header, đều cách làm đều như nhau. Insert. Chọn header and footer. Nếu thêm footer, thêm header thì mình thêm luôn. Còn thêm footer thì mình có một mục nữa, một cái bước nữa, đó là chọn design. Chọn go to footer. Chọn design go to footer. Hoặc tự nhiên nó về luôn footer thì mình lại go to header. Nếu mình sử dụng header, go to. Đó. Và gõ mode FPTU bên tay phải xuống trang bên tay trái, đây là chính là tay trái, chọn page number là xong. Xong tay trái, tay phải gõ vào mode FPTU, giữ shift và gõ qua, giữ shift ở tay trái và gõ ở tay phải, enter, không nhấn enter, không nhấn, bấm chuột ra ngoài, bấm chuột ra ngoài này. Excel có cái lâu bút không có, bấm chuột ra ngoài là xong thì mới được việc. Tiếp tục câu 33. Ở trong while worksheet, làm hơi chậm à, trong while worksheet. Configure range từ B2 đến BH98, chả cần đọc. Để hết mà đọc là luôn. Chọn sheet, chọn vùng. Enter. Sheet, chọn vùng. Sau đó nhìn thấy biết ngay là drop text. Chọn drop text thì sao? Hoặc home alignment chọn drop text. Xong. Câu 35. Hai cái sheet hóa 2 ẩn cái white, nhảy chút phải chọn 2. Make not visible đúng không? Nhưng dữ liệu có thể nhìn thấy. Nói hai rồi còn nhắc lại như thế, quá dễ đúng không? Câu 35. Ở Pareto worksheet chọn Pareto. Nó nhảy Pareto đây rồi. Create Pareto, tạo biểu đồ Pareto để hiển thị cái số của cái trong cái tháng 7 September đây. Ở trong tháng 7 đâu rồi? Đây. Complaint time đây. Đó. Complaint time của đâu? September tháng 9. Thì mình phải bôi đen thôi, bôi đen complaint time, giữ control shift mũi tên xuống và giữ control quét September. Insert Pareto. Pareto ở đây. Xong đó, chart title là component status. Đây, chart title đây, kích chuột tại đây. Bôi đen hết, rồi xóa nó đi. Và gõ. Hoặc là đưa chuột lên. Hoặc là nhấn cắt chỗ nào cũng được. Delete, gõ nó vào. Gõ xong bấm chuột ra ngoài. Nổi lên cái này, đóng cửa sổ lại. Thế thôi. Và việc của mình là làm gì? Không để biểu đồ ở đây. Khi vẽ xong phải bấm chuột tại viền ngoài hoặc là vùng trắng sát viền ngoài. Khi con trỏ biến thành mũi tên 4 chiều thì di chuyển nó sang bên tay phải. Đây là xong. Câu 36. Ở Inventory List, chuyển sheet ở nhà. Tạo submutter từ B3 đến L99 như này rồi. Chọn sheet này. Có bỏ nó gõ được vào đây không? Bấm vào đây không? Bấm được thì ngon. Không bấm thì đưa chuột ra vùng trắng. Bấm một cái xong bấm lại ở đây. B3 2.L99. Enter. Chọn vào. Từ B3 L99 nào. Data. Chọn submutter. Nhầm không? Inventory list.
Sit in the relief lại mua đen một cái đập vào cái nhạc. À, tại sao lại làm như này? Đi thi kiểu đề của bạn như vậy đấy. Người ta chỉ bôi đen mỗi inventory thôi, còn list ra mua đen thì dẫn đến là mình sẽ bị nhầm, đọc đề thiếu. Đây là inventory list nhá. Chọn đúng sheet. Còn nào cô thấy khi bôi đen nó không bôi đen tên trường. Chết. Bạn nữa nhá. Cô sẽ phát hiện ra ngay, nhưng bạn thì bạn thấy nhiều khi học thuộc bạn phát hiện là L99. Khi bôi đen nó bao giờ phải bôi đen tên trường thì mới thống kê được. Không sao thống kê được. Pivot cũng thế, bôi đen cũng phải bôi đen tên trường. Sao nó không nhận tên trường đấy, việc của nó. Rồi, việc của mình là bôi đen. Đó là không cần nhận tên trường, tôi hiểu rồi. Còn cái này là khác. À, data chọn submitter. Đây chain in, đọc đầy cho kỹ. Inventory list ID. Inventory ID. À, chọn hàng cao. Và ở dưới này là quét break xong rồi. Cao function rồi. Inventory ID. Fields count. Cái break này. Đây. Grand curve should be L và K. Có thể hỏi L và K hoặc là hỏi cả hai. Cả hai mình thấy cả hai this continue này và quantity recorder. Đấy, K và L là chính là hai cái bột này nhá. K đây này, L đây này. Ok. Tổng dọc chắc chắn là ở phía dưới cái ô L một thì đã. Câu 37. Modify cái cell này ở trong sheet Pareto để nó gộp ô nhưng không thay đổi gì. Dễ không? Chọn Pareto. Đưa lên name box gõ chọn vùng. A1 2.M1. Enter. Bấm vào home và chọn vào mũi tên ở đây và chọn Merge cell. Xong. Vẫn vậy, vẫn là sheet này, gõ A15 2.M22, enter. Và cái này là merge across, chọn home, chọn merge and center và chọn merge across. Câu 39. Unlock cái row và column của cái này trong schedule, chọn sheet schedule. Đó đang bị lock cái chỗ này. Đó. Unlock bằng cách tích chuẩn ở trong bảng nhé. Ở đâu cũng được. Sau đó chọn đến view. Chọn free panel, chọn un free panel. À, câu viết 40 tạo một worksheet mới có tên là iMods. Đây à. Đằng sau sheet schedule, để đằng sau sheet schedule, muốn để đằng sau thì phải chọn sheet schedule, chọn là dấu cộng là xong, tạo một sheet đằng sau đấy, nó có tên là imodes, tích đúc chuột gõ imodes. Gõ xong nhấn enter. Câu số 42. Mode copy schedule để và tạo một cái worksheet mới đằng sau sheet đó và đặt tên là mode FTU như này. À, copy sheet này thành một ra một sheet mới và đặt tên nó là như này. Move sheet à. Schedule đây. Nhảy chuột phải chọn move or copy. Hoặc là mình có thể chọn mua ở trên thanh tức. Tích chuột vào create a copy. Ra một worksheet mới. Thì như này thôi. Lúc nào nó sẽ ra worksheet mới. Vấn đề là cái sheet này có nằm trong file này hay không thôi. Thế là quan trọng. Ở đây người ta chẳng nói gì cả. Nghĩa là nó có 41 là nằm trong cái file này. Thế thôi. Còn nó mặc định trước sheet nào mà kệ. Của mình đổi tên. Kích đúp vào tên cũ. Gõ mode. FTU.
Hình tư. Xong. Câu 42. Copy chỉ dữ liệu từ D1 đến K21 của Sys Schedule. Chọn Sys Schedule. Đây. Giờ mới kết thúc câu chuyện ở sheet này mà đúng không? D11 2.K21. D11 2.K21 gõ đêm bốc gõ cẩn thận vào nhé, không lệch số không chết đấy. Xong. Copy, home chọn copy. Rồi sau đó làm gì? Copy đến A1 H13 của iMode. Chọn iMode. Có go A1 2.A13 không? H13 không? Phải làm gì? Ở đây thì chọn đâu nào? Thì dám. A3. Đúng rồi, A3. Chỉ chọn một A3 thôi. Đầu tiên chọn sheet, thứ hai chọn cùng. Sau đó paste ở đây. Paste mà người ta cũng chẳng nói paste kiểu gì cả. Nhưng chọn paste đầu tiên. Tiếp theo cái câu copy như này được không? Thì thường thường nó có một câu hỏi nữa là đặt chế độ tự động cho các cột, đúng không? Độ rộng cho các cột. Và gần đây đi thi các bạn nói là gõ kích thước vào. Thế khi copy xong nó đang đen như này, nó có, mình lỡ bấm chuột ra ngoài thì mình có thể bôi đen nó ít thôi mà. Yeah, mình bôi đen chứ không được để trống nhé. Chọn là format ở đây này, autofit column đây là chọn đây. Còn muốn đặt đặt kích thước bao nhiêu thì bấm vào đây và gõ kích thước thôi. Ok là xong. Hàng hồng dòng cũng như vậy. Chọn vào auto thì chọn đây. Đặt kích thước thì bấm vào đây và đặt thôi. Câu số 43. Import cái source into T3 của iMode. iMode chọn iMode. T3. T3 enter. Nhớ là import trong cell data chọn from text. Chọn thư mục của mình. Đây, sort đây. Ok. Next tiếp lại chọn tiếp nào. Tab delimited, delimited này. Nhớ là header row. Đây, đó. Gì? Tab gì? Tab. Cô lấy hơi nhanh mà. Chọn vào tab này. Rồi, next. Finish. Ok. Chấp nhận mọi điều kiện khác mà mình đọc. Nhớ là cái câu này, delimited và hazard ở đâu, no hazard ở đâu nhé. Câu 44, ở trong profit của sheet, chọn profit. Remove chức năng của bảng. À. Trả lại dữ liệu. Hay, có gì? Tích vào sheet, profit này. Tích vào nó. Chọn design, convert to range. Câu số 46, ở trong schedule sheet. Link ô C2 đến ô F2 của sheet books. C2 của schedule. C2. Được. Insert hyperlink. Hai rồi. Insert hyperlink. Link đến một nơi nào đó trong tài liệu này. Ở đây chính là book ở nơi nào đó, nó chọn place in the document. Sau đó chọn save, chọn save book thôi. Chọn save trước rồi sau chọn vùng.
Gõ vùng ở đây là F2. Nhưng O16 không sao. Gõ địa chỉ vùng trước cũng được, xích sau cũng được. F2 ở trên thường chữ hoa đều được. Ok. Thế là nó sẽ link đến, giờ kích chuột cái nó sẽ link đến cái đây, cái kia. Rồi, câu số 46. Ở trong Schedule Worksheet, link cái K6 đến website. Name box K6 Enter. Insert hyperlink. Liên kết đến trang web, chọn Existing File Web. Ít thì mode phải cung vào đây thấy luôn. Mode F2. Bạn gõ dấu nhé. HTTP cũng được. Chả sao cả. Người ta nó lên như vậy mà người ta biết thiếu cái. Và các bạn bị nhầm, bạn xóa luôn, bạn sai. Để này là bài nhé. 47. Thay đổi view cho cái invoice detail thành như này. Rồi. Quá dễ. Rồi. Invoice đâu? Invoice. Chọn view. Page layer. Page layer. Insert break để mà. À, lúc nãy cô quên mất là text to display rồi nhá. Bạn cẩn thận chữa vào nhé. Text to display là có đấy. Để tích vào text to display, đưa đưa lên cái chỗ text to display, gõ tên vào. Sửa lại cho bạn xem nhé. Câu số 46, K6 của Schedule. Khi bạn muốn sửa lại cái này đi không? K6 này. Đây, K6 luôn. Để chuột phải, chọn Edit này. Đây, K6 rồi này. Link K6 đến website mà. Sao bây giờ chưa link à? Link lại nhé. Insert này. Chọn hyperlink. Ở đây. Cô ơi, cô nhầm sheet rồi ạ. À, nhầm sheet rồi thảo nào. Cái điều thì nó không hiện ra 6, nó không edit được đây. Để cô edit lại để tìm bạn bạn thi bạn thi bạn không edit lại đâu nhé. Ở đây text to display sẽ gõ đó là more info sao đúng rồi chỗ này thôi. Mình thường làm hai từ link thì mình thường có cái gì đó trước rồi xong mình mới hai link, nhưng ở đây thì ô này ô đang ô trống à. Ok, invoice detail thành page layout, view chọn page layout xong để invoice trong cái cột invoice làm gì để đăng là lên đầu tiên trong status column. Đăng đầu tiên. Đến đây là processing rồi, mình sẽ bấm vào dòng 11. Chọn break. Which layer break? Insert break. Xong. Câu 42. Ở G1 của schedule, chọn G1 schedule. Chọn schedule sau đó chọn G1. Sử dụng hàm để show cái left mode all right. Đây left right. Gõ LE cái kép đây luôn. Ô này là ô B1. Gõ chữ hoa chữ thường đều được nhé. B1 enter. Left B1 enter. Tương tự right lại bằng right. Gõ mở ngoặc B1 enter.
Đó. Invoice. Tương tự như thế, right left đều như nhau. Đó. Câu số 49 này. Ở trong invoice detail thì format cái số ở trong vùng này để nó trở thành số 3 số sau dấu phẩy. Nó 3 chữ số sau dấu phẩy invoice detail. Cột gì? Câu 40, chọn sheet invoice detail, sau đó đưa chuột lên lên box gõ G4, 2 chấm G40, tới 3 số sau dấu phẩy làm nhiều lần rồi đúng không? Mở nhảy chuột phải chọn format cell hoặc bấm vào home chọn number và chọn number ở đây. Ở đây không chọn number nữa. Đó là kiểu currency rồi, nó ở trong cái thẻ number này là được. Mình việc của mình chỉ thêm 3 số sau dấu phẩy, dữ liệu không tập. Nói lại câu 40, câu 49. Chọn sheet invoice detail, đưa chuột lên inbox gõ G4, 2 chấm G40, enter. Nhấn chuột phải chọn format cell hoặc home chọn number, tích vào home chọn number. Nhìn lên sang bên tay phải của chọn thẻ number là được. Nhìn sang bên tay phải sẽ sửa số 1 thành số 3. Ok là xong. Ok hoặc enter đều được. Câu 50, remove color cho được profit sheet tab. Profit đây nó đang đỏ lòm này. Bỏ màu đỏ này đi. Đó. Profit sheet color, profit sheet. Nhấn chuột phải, chọn tab color. Chọn no color, xong. Câu số 51. Ở invoice detail, sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế để thay thế tất cả cái join này thành man one và để trong cột description column. Khi thay thế phải bôi đen dữ liệu cột. Chọn invoice detail và sheet. Tìm đến cột description. Đây. Giữ Ctrl Shift nhấn mũi tên xuống. Để nó không nhìn thấy thôi, nó bôi hết ở dưới. Để mình đã ngắt ra rồi, nó chỉ có từng này thôi. Không cần quan tâm, chỉ cần đặt con trỏ tại ô đầu tiên của cột, giữ Ctrl Shift mũi tên xuống. Lăn chuột kịch sát tên cột. Lăn chuột lên kịch sát tên cột. Đặt con trỏ tại ô đầu tiên trong dữ liệu, vùng dữ liệu. Giữ Ctrl Shift mũi tên xuống. Tích vào Home, chọn File and Select, chọn Replay. Và gõ từ gen này ra này. Và thay thế thành manual. Gõ manual ở dưới, không copy như cô nhé. Xong chọn Replay All. Cẩn thận nhé. Để nói là replay hay là replay all thì mình chọn gì? À, có 6 cái được thay thế. Ok. Lâu. Câu số 52. Ở trong B9, E9 của quarter. Chuyển sheet rồi nhé. Quarter nhìn đây. Chọn sheet quarter. Chọn vùng. B9. 2.E9. Enter. Nó bảo tính cái tổng của mỗi quarter của catalogy. Bôi đen như này, bấm này là xong. Bấm vào đây là xong. Nếu bạn tính một ô, bạn kéo sang hết như này cũng được. Nhưng mà sẽ bị, nói chung là trừ đi vài điểm hoặc trăm điểm. Làm giống hệt cũ. Đưa lên name box, bôi đen vùng và chọn auto xong, thế là xong. 53. Ở ô F3 của quarter, F3 đây,
Đầu luyện lại, submit cao ít, update ít nhá. Ở ô F3, tính tổng các quarter với điều kiện là có dữ liệu lớn hơn 70.000. Tính tổng. Thế ở đây mình nhận biết là tổng nó sẽ bằng này. Nó tìm thấy cái quarter nào lớn hơn 70.000 thì nó sẽ cộng vào. Thế ở đây nó tìm thấy được một cái thì nó sẽ ra cái vậy này. Đấy, thì thử nhá. Submit tổng thì xong. Điều kiện thì if. Vậy tổng có điều kiện là submit. Epic. Điều kiện là gì? Lớn hơn 70.000. Gõ lớn hơn 70.000. Gõ 7 và điểm 5 số 0. Xong. Range là chứa điều kiện, nó ở trong này. À, nó ở trong này. Nó chỉ trong chỗ này thôi nhé. Ở OF3 thì phải sử dụng dữ liệu của dòng số 3. Range cũng ở đây, sum range cũng ở chỗ này. Đúng không ạ? Đấy. Tìm trong cái đống này. Có cái thằng nào lớn 75 thì cộng lại. Đấy ạ. Đúng cái chỗ này luôn. Ở OF3 thì phải sử dụng dữ liệu dòng số 3. Ok. Tương tự như vậy, nó lại nói ở OF4, OG3, đây. Calculate average, lại tính trung bình. Vào đây là average. Epic. Phải làm hết bộ luyện và hết bộ test, không được chủ quan, bỏ bất kỳ cái gì. Được không? Điều kiện là gì? Lớn hơn, vẫn thế. 70.000. Bấm vào đây, gõ lớn hơn 70.000. Gõ 7 và điểm 5 số 0. 1, 2, 3, 4, 5. Khi làm như thế, máy tính của mình xịn rồi. Thì mình không thể thừa một số 0 hoặc thiếu một số 0 nữa. Đó, nó đúng. Đấy, đỡ phải nhìn lại để mất công. Ở đây cô đang gõ hơi thừa. 7 xong 4 số 0 thôi. Nó nhầm. Điều kiện vẫn là nằm trong cái vùng này. Trong cái vùng này tìm ra những thằng lớn 70.000. Và trong cái vùng này lại tính trung bình. Đấy. Chỉ đúng cái chỗ này thôi. Đúng cái dòng đấy thôi. In cell. In cell thì là in row. Ok. Tương tự như vậy. Câu dưới cũng tương tự. Ok. Câu dưới nói gì? Câu 55. Ở OH3. Đây. Đếm. Cao. Bằng cao. Tích kép và if fx. Điều kiện là gì? Cũng lớn hơn 70.000. 7 và 4 số 0. Làm cái gì? Đếm xem có thằng nào lớn 70.000. Thì đếm ở đâu? Đếm ở cái chỗ này. Ok. Thế là xong. Ok, có một thôi. Con 57. Ở trong inventory sheet, chuyển sheet rồi nha. Đây, inventory thôi. Không nghe inventory list. Inventory, đọc kỹ tên sheet. Thêm cái tách cái authoritative này. Là title, thêm tóm lại thêm title và description đúng không? Đấy, thêm title và description, thế thôi. À, với Word thì có hai cách làm, đúng không? Nhấn chuột phải tại bảng hoặc là layout chọn property của bảng. Tuy nhiên Excel chỉ có một cách là nhấn chuột phải đúng bảng từ chỗ nào đấy được. Nó chỉ có một vùng này thôi. Chọn table và chọn alternative xong điền vào thôi. Người ta nói title là cái gì điền vào, description là cái gì điền vào. Có những câu hỏi người ta lại chẳng nói thì luôn, không nói là nói, người ta chỉ nói là thêm alternative thôi. Lần lượt là thì mình biết lần lượt là. Thì cái đầu tiên sẽ là title, cái sau sẽ là description. Tại sao cô nhắc như thế? Bởi vì thi có như thế nhé. Cái come others này là vào cái title.
có two title và đâu từ thế thôi à đây này đây và cái này nữa này này là perquest này là description nhá. Không phải không? Ừ, xem bảng có tên này không? Không phải đâu. Đây đừng nhầm tên bảng, không phải đâu. Cái này là description nhé. Câu 58 ở trong profit worksheet fixed on one page đấy, fixed nhé. Fix column như nào? Fix column là đây là one page, fix row là one page. Đúng không? Còn fixed thì vừa fix column vừa fix row thì nó mới gọi là fixed được. Xong. Ngoài ra có hai câu mới được không? Lúc sáng nay cô mới nhớ ra cô gõ ở đây cô mới gõ tiếng Việt à, thì là in cả một book thì file không luyện tập cũng nói rồi file print bình thường nó sẽ in active sheet in cái sheet mà đang nổi được không? Đang bấm vào đang làm này nên mình có thể chọn in toàn bộ workbook đó, chọn xong là xong câu này câu cuối thì nộp bài luôn còn nếu không phải là câu cuối thì mình sẽ back quay trở lại để làm tiếp. Đặt màu thứ hai cho biểu đồ cũng đã nói rồi. Chọn vào kiểu kiểu biểu đồ bất kỳ. Chọn màu đây, design đây, trên color thế thôi. Và màu thứ hai ở đây nó không bị không có. Đó, màu thứ hai nhé. Ví dụ mà nó có không có như này thì mình sẽ chọn cái dòng dài. Vì cái ảnh cô chụp ấy, cái ảnh cô chụp trong một luyện là nó có đúng cái dòng thứ hai đúng không? Thì ví dụ nó không có thì mình cứ bấm đúng dòng thứ hai. Để họa may là biết đâu được ý. Khi mà mình thi thì cái phần mềm nó test thì mình đúng bấm đúng ở chỗ thứ hai này nó sẽ cho điểm vì vậy không có màu này các bạn vừa rồi các bạn phản ánh không có cái màu này này à, không có cái màu này thì mình chọn đúng rồi sao đổi màu là sao đã hết bộ test 2. À, có bạn nào có câu hỏi gì không? Dạ cô ơi, khi mà thi thật thì mình có thể chia màn hình làm hai như kia để vừa làm à, vừa nhìn đề vừa làm đúng không cô? Người ta chia sẵn màn hình rồi. Đây nhá, màn hình nó ở trong nhóm đấy. Màn hình cô có đưa màn hình bài thi của cô đưa vào trong nhóm bốt rồi đấy. Các bạn thi một môn rồi biết đấy. Ví dụ như bạn Lò Hoàng Việt được 1.000 điểm quốc này, rồi bạn nào ở trong, trong nhóm của mình có hai bạn ấy cũng nhớ nhớ mỗi Việt thôi, bạn nữ nữa thì các bạn sẽ mô tả lại cho, và các bạn khác các bạn đều hình dung được màn hình khi đi thi. Ở dưới này là câu hỏi, ở dưới này là câu hỏi và có tag one, tag two, tag three này, ở đây mình xem và ở trên này có tên project, mình lốt cái nó hiện lên project ngay, lốt đề xong hiện project, và chọn dưới này là câu hỏi như là cô đang làm đây. Dưới này là câu hỏi. Đó. Câu hỏi nó cũng lăn như này để xem. Op 13 thì lăn này để xem. Nhưng op 16 thì nó hiện lên từng cái tag một. Tag 1, tag 2, tag 3 như thế này này. Mình bấm vào đây câu hỏi 1, bấm đây câu hỏi 2. Đó. Đấy là phần câu hỏi. Còn sheet thì nó chỉ cho khoảng 3 sheet như là cái test 1 cô vừa làm. Cô vừa làm cho bọn bạn này. Nó cho như thế nhưng nó tự nổi lên. Mắt mình mở ra. Nó tự nổi lên màn hình và mời bạn làm. Nó mời bạn làm trên màn hình này. Nó nổi lên file Excel như này. Nó nổi câu hỏi. Đổi câu hỏi là nó hiện lên câu hỏi 1, câu hỏi 2, câu hỏi 3. Xem cái màn hình ở trong 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 nhóm. Cô làm cho bạn xem nhé. Cô mở nhóm ra, cô hướng dẫn bạn xem thông tin trên nhóm nhé. Bạn xem, không không biết xem, bạn tìm lâu lắm. Bạn sẽ xem vào kho lưu trữ, bạn biết vào kho lưu trữ chưa? Kho lưu trữ của nhóm chưa? Đấy, vâng ạ. bấm đây là cô hơi bị nhiều tin nhắn. Cô sẽ lấy ở đây ra cho bạn xem nhé. Khi cái màn hình của cô như thế này lộn xộn như thế này cô chỉ cần refresh lại cái là ví dụ cô sẽ sắp xếp theo nhà đúng không? Ví dụ theo tên hoặc theo gì là nó được đẹp hơn bỏ bớt đi đừng có hiện nhiều quá xóa dữ liệu đi cô sẽ hướng dẫn bạn xem thông tin trên nhóm bạn chưa biết xem rồi tắt record đi nhé.